Lại là Hải Anh với series trải nghiệm khoa chuyên gia tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Về quy trình khám thì mình đã nói rồi, thế nhưng về cơ sở vật chất thì sẽ thế nào nhỉ? Hãy cùng mình đi tìm hiểu xem nhé. Let's go! Như các bạn có thể thấy là Hải Anh đang đứng tại sảnh chờ của khoa khám chuyên gia tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Các bạn có thấy là sảnh chờ ở đây sạch sẽ và hiện đại không khác gì là những trong khách sạn 5 sao không? Ngoài ra thì ở đây chính là bàn hướng dẫn, nơi mà sẽ có những chị điều dưỡng ở đây hướng dẫn các bạn check in, check out, làm thủ tục như thế nào. Và trước khi vào phòng khám thì chúng ta sẽ có một khoảng thời gian chờ là tầm 5 đến 10 phút thì các bạn có thể ngồi trên những chiếc sofa êm ái để thư giãn như thế này. À, còn một điều nữa nha, Hải Anh phát hiện ra là có một chiếc bình nóng lạnh ở đây nữa để mọi người có thể tự do pha cà phê và trà. Ở đây bệnh viện cũng đã chuẩn bị cả kẹo nữa. Và đặc biệt là sẽ có những chiếc cốc giấy dùng một lần như thế này để cho mọi người sử dụng vô cùng tiện lợi và đảm bảo vệ sinh an toàn. Mọi người không cần phải lo nhé. Khung cảnh ở bên ngoài thì là như vậy. Thế thì còn ở bên trong phòng khám sẽ như thế nào nhỉ? Hãy cùng đi với mình nhé. Đầu tiên sẽ là phòng khám phụ khoa. Bước vào thì các bạn sẽ thấy một chiếc giường khám phụ khoa trông như thế này này. Bên cạnh đó, phòng khám phụ khoa còn được trang bị một số máy móc hiện đại như là máy soi cổ tử cung để kiểm tra các hình ảnh bất thường, sàng lọc ung thư cổ tử cung. Hình ảnh soi cổ tử cung sẽ được hiện lên trên màn hình máy tính để chị em có thể xem trực tiếp. Phòng khám phụ khoa còn có máy cắt lít cổ tử cung và điều trị những trường hợp bất thường của cổ tử cung nữa. Tiếp theo là phòng khám sản khoa. Đây là một không gian quen thuộc của các mẹ mỗi lần đến khám tại khoa chuyên gia. Nhắc tới phòng khám này thì không thể thiếu hệ thống máy siêu âm Volition M10 hàng đầu trên thế giới và có thể thực hiện được đa dạng hóa các bài kiểm tra sức khỏe, đưa ra các chẩn đoán phức tạp thuộc nhiều lĩnh vực y khoa, đặc biệt là sản khoa. Theo Hải Anh được biết thì hệ thống máy siêu âm 4D, 5D này sẽ cho ra hình ảnh vô cùng rõ nét, sinh động và chân thực, giúp phát hiện sớm các dị tật bẩm sinh ngay từ quý 1 của thai kỳ. Tại phòng khám này thì các mẹ cũng có thể nghe được tim thảo của các em bé như vậy nhé. Ngoài ra thì phòng khám này cũng có máy Doppler để nghe tim thai nữa nha. Vậy còn phòng siêu âm chuyên gia thì sẽ như thế nào nhỉ? Phòng siêu âm tại khoa khám chuyên gia được đánh giá là hiện đại bậc nhất. Với ánh sáng dịu nhẹ tiêu chuẩn của châu Âu sẽ mang lại cảm giác thư thái cho mẹ bầu. Không gian riêng tư cũng sẽ đáp ứng được tiêu chuẩn vệ sinh khắt khe nữa. Phòng này đều dùng chung cho cả các mẹ và chị em khám phụ khoa. Siêu âm là một trong những phương pháp phổ biến an toàn và hiệu quả để theo dõi sức khỏe của mẹ và thai nhi. Tại đây, sau khi siêu âm thì các bác sĩ sẽ gửi cho các mẹ xem video siêu âm của em bé để mình lưu lại làm kỷ niệm, cho nên các mẹ hoàn toàn yên tâm nhé. Vừa rồi thì các bạn đã cùng mình trải nghiệm về những trang thiết bị và cơ sở vật chất ở đây rồi. Các bạn thấy nó như thế nào? Hãy cùng để lại comment ở phía dưới cho bọn mình cùng biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào!